Hello, xin chào các bác nhá. Buổi chiều ngày hôm nay, những cái phút cuối giờ chiều, anh em cố gắng hết mức để đóng những cặp 900C này cho các bác kịp nhá. Rất là nhiều 900C lên đường với các bác ở các tỉnh thành liên tục các bác nhá. Bác mình cho đậy căng vào đây, đậy căng vào để bạn anh béo này anh đóng cho nhanh. Những cặp BB 455 này. Đấy, những cặp BB 455 rồi thì và hai cặp Prodio rồi thì 900C đóng rất nhiều các bác nhá, 900C. Đấy. Rồi hồi sáng giờ là đóng những cặp loa B3 Milano. Lúc trưa được chuyển đi rồi. Còn thêm một cặp vừa đóng để sáng ngày mai sẽ chuyển cho các bác. Đấy. Những cặp Milano và đặc biệt là hôm nay là 900C lên đường rất là nhiều. Đấy, những cặp 900C mai chuyển ra Mỹ Đình đây. Rồi thì bến xe Giáp Bát này. Rồi đi gì nhỉ? Lâm Định các bạn. Lâm Định các bạn ở Lâm Định đặt mua rất nhiều bên em. Và Lâm Định rồi thì các tỉnh thành như ở Nghệ An này, Thanh Hóa này. Và Nghệ An cũng một đôi và Thanh Hóa được một đôi. Nói chung là các tỉnh thành các ủng hộ em bên em rất là nhiều các sản phẩm như BB, đặc biệt là BB và B3. Ngày hôm nay lên đường rất nhiều. Đấy, để gửi cho các bác. Đấy, rất đẹp, bên em kiểm tra rất là kỹ lưỡng nhá. Từ con ốc một chuẩn chỉ. Đấy, led căng, kiểm tra rất kỹ lưỡng. Và căng cước sẽ đậy vào cho các bác. Chắc là kịp trong buổi chiều ngày hôm nay. Cố gắng hết mức là tối này có khả năng là xe sẽ bốc những kiện hàng đi cho các bác. Rất là đẹp các bác nhá, 900C. Mướt mượt bãi mà như này. Các bác cùng chiêm ngưỡng độ đẹp của những cặp 900C. Xuất con bà sắc luôn. Đấy, đã đánh số đánh nhất rồi. Bán thành đôi nhá, đã đánh dấu thành đôi rồi. Rồi, một lần nữa trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.